Truyện tích thứ 70, chuỗi hạt mân côi với nhiều vị giáo hoàng khác. Sở dĩ chúng tôi lấy gương nhiều vị giáo hoàng để làm chứng cho việc cần thiết và sự quan trọng của chuỗi hạt mân côi là vì bản chất của chuỗi hạt mân côi đã rất quan trọng rồi. Nhưng gần đây cũng có một thiểu số coi thường chuỗi hạt mân côi, coi đó là một kinh tầm thường, chỉ dành cho mấy ông bà già đọc mà thôi. Còn thanh niên thì phải làm những việc khác quan trọng hơn. Cho nên chúng ta cần phải biết giá trị của kinh mân côi do các đức giáo hoàng, các thánh, các nhà khoa học tôn kính yêu mến chừng nào. Ngoài các đức giáo hoàng như đã kể trên, thì còn rất nhiều vị giáo hoàng khác đã nói, đã viết và hằng khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Đức giáo hoàng Alexandre thứ 7 năm 1655-1667, nhà đại hùng biện đã quả quyết công nghiệp thánh Dominico rao giảng chuỗi mân côi có thể giữ vững được hội thánh. Đức giáo hoàng Nicola thứ 5 năm 1447 đến năm 1455 gọi chuỗi mân côi là cây trường sinh chữa kẻ chết sống lại, kẻ liệt khỏi giường. Đức giáo hoàng Pio thứ 5 năm 1556 đến năm 1572 nói, nhờ hội mân côi được phát triển khắp nơi mà giáo dân trở nên thánh thiện, đánh tan các bè rối. Đức giáo hoàng Leo thứ 10 năm 1513 đến năm 1521 khuyến khích thành lập các hội mân côi tại các địa phận và giáo xứ. Ngài gọi các hội mân côi là chiến lũy ngăn cản sự dữ, là tường lũy ngăn cách xưa, đuổi ma quỷ. Đức giáo hoàng Giulio thứ 3 năm 1550 đến năm 1555 gọi kinh mân côi là cửa thiên đàng, là vinh quang của giáo hội. Đức giáo hoàng Gregorio thứ 13 năm 1572 đến năm 1585 nói, kinh mân côi từ trời ban xuống cho nhân loại để ngăn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Đức giáo hoàng Sixto thứ 4 năm 1471 đến năm 1484 tuyên bố kinh mân côi tăng sức mạnh để mọi người tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và tôn vinh Đức Mẹ. Đức giáo hoàng Pio thứ 9 năm 1846 đến năm 1878 nói, võ khí mạnh nhất ta cầm trong tay là chuỗi hạt mân côi. Đức giáo hoàng Leo thứ 13 năm 1878 đến năm 1903 được mệnh danh là giáo hoàng mân côi đã nói, không lời cầu nguyện nào giúp ta thêm lòng sùng kính Đức Mẹ cho bằng kinh mân côi. Ngài cũng khuyên giáo hữu hãy sốt sắng tích cực tham gia các hội mân côi để được nhiều ân ích như Đức Mẹ đã hứa với Thánh Dominico, Thánh nữ Genevieve và Thánh nữ Metida. Đức giáo hoàng Pio thứ 10 năm 1903 đến năm 1914 suốt đời lần chuỗi mân côi liên tiếp và coi chuỗi mân côi là phương pháp tối hảo để chấn chỉnh mọi việc trong giáo hội. Đức giáo hoàng Pio thứ 12 năm 1939 đến năm 1958 nói, trong các kinh để tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ thì chuỗi mân côi là cao quý nhất. Đức giáo hoàng Phaolô thứ 6 năm 1963 đến năm 1978 đã ra tông thư Recurrens Mensis ngày 7 tháng 10 năm 1969 kêu gọi mọi người hãy quay về với Đức Mẹ cầu xin hòa bình bằng chuỗi hạt mân côi. Đức giáo hoàng Gioan thứ 23 năm 1958 đến năm 1963 ban hành thông điệp Gratia Recordatio ngày 26 tháng 9 năm 1959 khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi mân côi và gia nhập hội mân côi. Ngài còn nói kinh mân côi là hơi thở của tâm hồn.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị năm 1978 đến năm 2005 là người con đặc sủng của Đức Mẹ Mân Côi. Ngài thường lần chuỗi Mân Côi trước mặt mọi người. Ngài đã ban hành tông thư Rosarium Virginis Maria, thêm năm sự sáng vào chuỗi Mân Côi. Ngài cũng là một vị giáo hoàng Mân Côi nổi bật trong các vị giáo hoàng có lòng sùng kính Đức Mẹ nhất. Trên đây là những thí dụ điển hình của các đức giáo hoàng có lòng sùng kính chuỗi hạt Mân Côi một cách đặc biệt. Các ngài đã là những người cầm đầu hội thánh, có chức cao quyền trọng mà còn kính mến chuỗi hạt Mân Côi như thế, thì tại sao nhiều người trong chúng ta lại thờ ơ, lãnh đạm với kinh Mân Côi? Ngoài ra, còn biết bao nhiêu vị thánh nổi tiếng ca ngợi chuỗi hạt Mân Côi như Thánh Bernardo, Gioan Kim Khẩu, Louis Marie Regan de Montfort, Thomas Tiến sĩ, vân vân. Lời bàn có thể nói được rằng hầu hết các thánh ai cũng đều có lòng kính mến Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi. Kể cả các thánh tử đạo, khi bị điệu ra pháp trường, các ngài còn lần chuỗi Mân Côi cho đến khi đao phủ chém đứt đầu. Ôi, chuỗi hạt Mân Côi của Đức Mẹ cao quý thay, tất cả đều được ơn ích khi còn sống cũng như khi đã chết bằng chuỗi hạt Mân Côi. Phải thú thật, khi viết những bài này, chúng tôi phải nghiên cứu, tìm tòi, trích dịch, cho nên cảm thấy hiểu biết về chuỗi hạt Mân Côi hơn trước và cũng tự cảm thấy mình mộ mến chuỗi Mân Côi hơn trước nữa. Cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Mân Côi, ước gì tất cả những ai đọc cuốn sách này đều được hiểu biết sâu sắc về kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi. Amen.